nguyên ổng nhát lắm, mấy cái này ổng sợ tanh, mà ổng là phái ăn cá cực kỳ luôn á. Mà ổng ăn phái ăn cá cực kỳ luôn. Thì xưa kha đi khổ. Nhiều khi xưa dĩ cho mọi người vui chứ không. 你知道我没有吃这种奇奇怪怪的那种东西。拜拜拜拜，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 
xí cây cậy đi chơi lẹ kìa. Đi chơi gà lẹ. Ây dừ, đít bự bự. Tả không. Đít tả không. Lẹ. Xin nói liệu, hãy giao phân sang lại. Chị muốn đem bịch tả để lên, để lên, tự rải lên lên ghế đi. Hả, ba đi làm gì vậy đó? Nguyên có nấu cái rau câu á, để Nguyên kêu chồng Nguyên ổng ăn thử nha. Chứ ổng không có chịu ăn. Nhìn kìa, ổng không chịu ăn. Hồi nãy gì Nguyên có kêu ổng lấy ra ăn rồi đó mà ổng không chịu. Trời ơi, hung kìa trời. À, bà nói đi, ăn buffet kìa Chiên. Ăn buffet không? Bà tính tiền á. Cừ, anh Chiên cừ á. Dụ, Nguyên dụ ổng, để ổng lợi ổng ăn cả nhà. Tại vì ăn cái rau câu, rau câu da cá á. Ý vậy cá nó tốt mà, đâu có gì đâu. Ổng có mấy món lạ không dám ăn. Ổng sợ tanh á. Tu rưỡi. Dụ ổng. Hai cha con mặc áo kìa trời ơi, giống hệt luôn. Hai cha con mặc áo giống hệt à, liền. Hai cha con mặc áo giống hệt nè. Thằng cơ son yêu phủ y giang à. Nhìn mặt. Ê, bây giờ khách đâu này kinh tha son cơ yêu phủ ở nó xèo. Y giang chốc yên à, lén xí qua bên đến chơi xứ chèn. Y giang à. Thế mà. Sen ma ma mà. Sen ba ba sẽ sâu quắc à. Sen ma ma sẽ đẹp gái. Nè. À, Khanh sen sủy đẹp gái nè. Chiên. Nhìn mẹ nè. Coi giống ai đẹp. Gì ăn gì ở ông kẹt. Hả? Hạt giống gì là quỳ tay nó giống gì vậy? Xạo lắm. Bye bye. Ba đi làm về á là đi ông như sang vậy đó. Mà ba ở nhà nha, kiểu như một ngày mà ba ở nhà nha là không có chịu theo ba. Mà ba thấy ba đi sáng mà ba thay đồ đi làm cái ha. U là trời ơi, bao nhiêu nước mắt á, nước mũi là chảy là khóc hết trơn luôn. Thanh thằng này chi? Thanh này chi hả? Đến che căng sải nã chứ đến che dèn chiêu khan cho mô ta cho cơ ta sen thủ bên ở to họa. Ông nội làm gì vậy? À. Đi lấy. Để Nguyên đi lấy rau câu dãy cá cho chồng Nguyên coi ổng ăn không. Trời ơi. Ta chèo chô chô nhìn chiếc kia. Ai hung giò của ba. Bà nói, sang gì bà nói giò thú quá rồi con hung cái mặt thơm chết không chịu hung. Để ba đi lấy. Mẹ đi lấy cái rau câu dãy cá cho ba ăn nha con. Chứ hai mẹ con thì ghiền cái món đó chứ ba chưa có dám ăn đó. Để Nguyên lấy á, Nguyên lấy cho chồng Nguyên ổng ăn thử nha. Chứ hồi nãy giờ Nguyên kêu ổng không chịu. Nguyên lấy cái hộp bột này nè. Ăn thử. Cái này á là rau câu dãy cá nè cả nhà. Nguyên có làm đó, hôm qua Nguyên có làm đó. Nguyên đăng video đó. Đó. Nè nó cứng như vậy nè ông bà cô chú. Nguyên làm bằng dãy cá đó. Mình lấy cái dãy cá gì cũng được hết. Nguyên làm thì cá lóc như là cá điêu hồng như là cá chép.
Đó, Nguyên nấu ra cái Nguyên để em tủ lạnh nó đông như thạch rau câu như mình vậy đó. Vậy nè cả nhà, mà cái này Nguyên nấu á, cái màu nó vậy là cả nhà biết sao không? Tại vì Nguyên để táo tàu với lại táo mật á, cái màu táo tàu nó ra cái màu này nè. Nếu như mà đào không có để mấy cái táo á thì Nguyên nghĩ là nó sẽ ra cái màu đục đục như nước cơm giò vậy đó. Nó Nguyên sẽ cho chồng Nguyên ổng ăn thử, tại vì cái này ăn tốt dữ lắm luôn, nó là gadentin mà cả nhà, collagen á, trời ơi ăn tốt lắm mà ổng không chịu ăn nữa là thôi luôn Ê, á. Chiên chơi mà đứng lộn mèo nào ông bà cô chú té lộn mèo luôn à. Vô đánh chăng á. Ok. Ok. Nguyên À, xin chào các bạn ơi. Chăng rồi à, cho lĩnh. Nguyên dụ ổng, Nguyên kêu á, anh lại đây đi em cho anh 180. Chăng rồi à, có tiền. Ổng 170. Ê, 200. Cái ông chạy cái Nguyên trả giá còn 180. Xin chào các bạn ơi, xin chào. Cừ đau bụng với ổng. Quá trình Ổng nói để ba, để bà này bà đãi không ăn, ý ông nói là ông lấy tiền của Nguyên á, ông đãi cho con không ăn. Ơi, bữa nay bắt đầu làm có tiền rồi đó. Chưa, để Nguyên dụ không là đi siêu khăn mía hồ sâu 没有，不要测，你称那我这只是这样子没有这个仪器，我你知好像道，你真的仪没我有知道，错我知道我不测仪的人，你要有感你不觉，是仪。你知道我不测仪要你来仪问器要会呀、kèo，hồi nãy quên giao kèo với ổng là ăn mới có tiền.我的代表，我的机器黄，我的代表接吗力很喜？OK，欢。来。Chồng ấy nói, chồng ấy nói à nó ơi ơi đi khách của quy hôm anh hả chăng à, chồng ấy nói sao à, chiên ăn có nghĩa là ổng ăn đó. Không mà ngon lắm, hình tha bị cha sen hả, tha hậu sư cô Putin à, cơ bị cha hậu cô Putin chứ cơ sư gì Galentin à, nghe phân哎，不要吃那么多啊！没有这个自己可以冷冷东西要吃那么多吗？不会冷啊！这个叫不会冷，空啊！放凉一点啊！这个怎么有凉？空啊！放凉啊！没，等下弄，没那个冷，那家伙那冷啊，冷不着，开，冷不着，阿姨，阿姨，开，等下弄我，开，咪咪，安得得吗？开，对，他很喜欢吃这个。老师，对，还有跟你姨没有吗？chồng nó, ê, đi ăn buffet ba tính tiền. Ba chị mama, bữa xưa ba ba. Mama tính tiền à? Mẹ tính tiền à? Ăn buffet mẹ tính tiền à? Anh chị nói mama. Hả? Bữa xưa ba ba. À, mẹ tính tiền ăn buffet. Đi đi đi. Chồng Nguyên kêu đi ăn buffet. Mama. À, ăn buffet à? À, mama mà múng. Để mẹ tính tiền hả? Mẹ tính tiền. Nè. Ba trăm mấy à? Ba trăm mấy à? Mẹ tính tiền ba trăm mấy? Buffet ăn buffet à, chứ nhìn cái này chơi nắng hoa thì vui à, chơi chơi cơ liền khoai tiền á, luôn xin liền khoai. Tôi đi nhìn chẳng cho lần chén cái đồng gì giao xe hơi hiểu không? Mình nói là sao kêu anh tiếng Việt, chỉ tiếng Việt anh không biết đâu mà kêu mấy cái tiền là anh hay lắm. Này chè mòn á phải. 300 mấy. À, ông nói 300 mấy, cái ông nói ông hồi nãy ông mới nói gì quên mất tiêu. À mà má à mâm mâm bữa xưa mà má. À mà má kỳ này xưa đó. Thôi bà ăn buffet mẹ tính tiền nhà 300 mấy mẹ tính. Chồng Nguyên ổng nhát lắm, mấy cái này ổng sợ tanh mà ổng là phái ăn cá cực kỳ luôn á, mà ổng ăn phái ăn cá cực kỳ luôn á. Thì xưa kha đi khổ thì huy xưa dĩ cho mọi người vui chứ cơ. Chị đâu cũng hiểu sự lộn chỉ quay quay ở đây không gì đâu.
chồng ăn đi nói nè sao cá anh ăn được mà cái này anh ăn được, ăn ăn mấy cái tàu lao bắt giới này thì còn ví dụ phong ra cho biểu hỏi chơi lên chứ còn ví lý nghe đồng gì đấy cứ cứ chồng nguyên mấy cái là không là cái này chẳng phải chuyện gì chơi gì hết chơi à không không biết sao không không giống bà chị Tư của Nguyên á. Bà dì Tư với Út phải không ta? Dì Út cũng hơi dễ. Cô là anh sẽ khùng quá chứ cô hậu quá công ty. Đi sang Google đi khan. Ông nói mình ăn khùng tàu lao không à? Tàu lao. Anh tàu lao á. Em tàu lao mẹ tàu lao á. Cô là nếu tôi vừa sư pha mà ăn đủ rồi. Ai nếu tôi vừa mới chỉ ăn đủ ve là mẹ tên kẹt. Út đè nào. Chồng nói chừa bụng liễu tu chừa bụng ăn buffet em ơi em bé chừa bụng ăn buffet này em bé mẹ tính tiền à, chọn thủ à đi coi anh đi à ăn buffet mẹ tính tiền cái anh chuyên chọn thủ ăn buffet mẹ tính tiền cái anh chuyên quay đầu vô cái thằng Thanh. Thật trẻ trẻ tham của tao. Tính tiền á? Mẹ tính tiền à? À chung tính tiền. Thật trẻ. Ông sợ cái ơi. Chồng mình ông sợ không có tâm thiệt nữa. Nhưng mà cái mấy cái lạ mà chồng mình không có dám ăn nữa. Thấy không? Nó không có tâm. Nó giống như rau cầu mình thôi nhưng mà nó dẻo hơn rau cầu mình. Sao quá? Sao quá? Nó dẻo. Thôi. Nó kiểu là thôi. Nó kiểu sao cả nhà biết không? Rau cầu dẻo á, tại vì Nguyên đổ cái này á thấy nó không được đặc như rau cầu giòn. Làm sao Nguyên sẽ đổ đặc hơn cái này. Bye. Xin chào các bạn ơi, chúc về. Bye. Đi ăn buffet là bye. Ổng sợ không chịu ăn, không dám nhìn luôn. Ổng nói sao bye. Em đừng có tập cho con ăn nha, nhìn sợ quá. Ăn buffet á. Thôi bye bye, bà của chú nè. Sợ bye. Đi ăn lạ thế gì không, ổng sợ tâm trời thiệt chứ. Ăn buffet ông dụ nhỏ ăn buffet hoài. Ăn buffet ba trả tiền. Mẹ trả tiền. Ăn buffet ba trả tiền ha. Mẹ trả tiền 300 mấy. 300 mấy ba trả đó. 300 mấy là 1 triệu 7 tiền Việt. Thôi cái bao mà của chú ơi. Cái bao mà của chú ơi. Dụ ổng sao ép sao cũng không ăn. Tại vì Nguyên nghĩ cái này ăn tốt quá cả nhà. Cho nên Nguyên mới kêu chồng Nguyên ăn thôi mà không chịu ăn. Cái này để Nguyên với Chi ăn. Chi người ghiền món này đó. À, Nguyên cảm ơn cả nhà đã xem ủng hộ video của gia đình Nguyên nha. Mến chúc cả nhà một mới ta ăn là bye bye.